view ăn đi nè con, há miệng ra ngoằm ngon quá trời, ai biểu mời mà không ăn. Nói giỡn vậy thôi chứ thật ra hôm nay tôi chợt nhớ là nhà tôi có bịch chả giò nên đem đi chiên cho mọi người ăn chung nè. Ta da, thành quả đây nè, nhìn mờ lên lắm nha. Ăn món này với tương ớt với tương cày còn gì để nấu nữa. Tuy đây là lần đầu tiên tôi chiên chả giò nhưng mà bà vợ khen ngon lắm nha. Chưa đâu, tôi còn rủ mấy anh em của tôi ra ăn chung nữa nè. Bây giờ mà có 3 chai bia là làm một phát tới sáng luôn. Phải nói rằng tuy đây là lần đầu tiên tôi chiên chả giò nhưng ai ăn cũng khen ngon hết tụ, ta nói nghe nó sương. Hôm nay mình lại phải đi Bách Hóa Xanh để dự trữ đồ mà các bạn xem đây nè. Vẫn là tình hình hàng hóa rất là khan hiếm, rất khó để kiếm được những cái món đồ mà mình cần vào những cái thời gian như thế này nên tôi cũng phải ghé sang GS25 để mua thêm một số món đồ nữa. Và đây, mua đồ xong về nhà thì lại inbox cho mọi người xem tiếp. Mỗi lần tôi đi chợ về là mấy bịch gì đó cherry mà nó có ở nhà là con bé nó sẽ hết lắm luôn. Mọi người hãy mua bánh trái như vậy nhưng để chắc được hơn một tuần là phải đi mua tiếp thôi chứ không có để lâu được đâu. Kiểu ở nhà ta nói nó buồn buồn căng miếng cái mấy bữa hết sạch đồ ăn luôn. Mà dạo này ngộ lắm nha, tôi không hiểu sao dạo này vợ tôi bắt thèm mấy loại trái cây hay thức uống mà chua chua á mọi người. Cứ nghe tới đồ chiên, đồ dầu mỡ là bắt đầu không muốn ăn, người gì á kỳ ghê.